Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên Youtube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tầm 1064 bộ truyện võ luyện điên phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Và cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tầm 1064 của bộ truyện này. Võ luyện điên phong, chương 5013. Dương Khai lại không có thời gian để mừng rỡ, chỉ vì công kích cuồng bạo đã hoàn toàn bao phủ hắn, khí tức tử vong ngập trời. Trong chớp nhoáng này, trong mắt Dương Khai không vui không buồn. Mặt chi lực vô biên tùy ý phát tiết, có máu tươi chảy ra. Hai bóng người thác thân qua nhau, tay cầm thương kịch liệt run rẩy nơi ngực và bụng càng đau đớn khó nhịn. Cúi đầu nhìn, từ đầu vai cho tới phần eo, một đạo vết thương thật to, huyết nhục xoay tròn, gần như có thể nhìn thấy nội tạng nhúc nhích. Chuẩn đao đang trảm tới kia, hắn chung quy là không thể tránh. Long mạch chi thân mạnh như hắn dưới một kích này cũng gần như bị cắt thành hai nửa. Nhưng mặc dù hắn thụ thương, trục phong cũng không phải hoàn hảo không chút tổn hao. Giao thủ trong nháy mắt đó, thương lòng thương đã đâm ra một lộ thủng ngay trước ngực của trục phong. Lần giao thủ này đến cùng ai lợi hơn ai, thật đúng là khó mà nói. Dung khai thậm chí không có thời gian đi xử lý thương thế của mình. Vội vàng quay người, thương chỉ trục phong miệng quá to. Giết! Thẳng tiếng không lùi, cả người quấn tại thương mang, cả người cải thương trong nháy mắt như hòa làm một thể hóa thành một đạo lưu quan lao tới trục phong. Ngõ hẹp gặp nhau, người không chết thì chính là ta vong. Trục phong gầm thế vang tận mây xanh, quay người nghênh đón. Hắn mặc dù không sử dụng bất luận bí bảo gì, chỉ lấy song quyền nghênh địch, nhưng mỗi một kích đều là thế đại lực trầm, uy năng đáng sợ. Song phương chiến thành một đoàn, thương thế kinh khủng, dần xuất hiện dày đặc trên thân hai người mà mặt chi lực nồng đậm càng không ngừng từ thể nội của trục phong tuôn ra, thuận theo thất khiếu của Dương Khai tiến vào trong cơ thể. Mặt chi lực này giống như phân thân của trục phong, vừa tiến vào thể nội của Dương Khai liền hóa thành từng đạo công kích sắc bén, quấy cho lục phủ ngũ tạng của Dương Khai rối tinh rối mù. Dương Khai mặt đầy vết máu, bộ dáng dữ tợn, khi thế không ngừng suy yếu. Chuột phong khi thế cũng đang dần suy yếu. Hắn vận dụng bí thuật cường đại áp chế năng lượng mặt xào trị thương cho mình. Mặc dù trong khoảng thời gian ngắn thu được lực lượng có thể chịu được một trận chiến, nhưng mà loại trạng thái này nhất định không thể duy trì quá lâu. Theo thời gian trôi qua, di chứng cũng dần dần bộc phát. Lại thêm công kích từ Dương Khai cũng tạo thành thương tổn không có nhỏ cho hắn, càng gia tốc phản phệ hơn. Nếu trước khi phản vệ toàn diện bộc phát, hắn có thể giải quyết được Dương Khai, tự nhiên hết thảy dễ nói, nhưng nếu không thể, vậy coi như xong. Trục Phong cũng không ngờ, thất phẩm nhân tộc này lại cứng cỏi như vậy. Lấy trạng thái bây giờ của hắn, mặc kệ là nhân tộc thất phẩm nào, đều tuyệt không có khả năng kiên trì mười mấy hơi trước mặt hắn. Hết lần này tới lần khác, nhân tộc này lại làm được, thậm chí còn có dư lực tạo thành tổn thương cho mình. Trục phong cảm thấy mình đường đường là vượt chủ, mà lại phải chịu nhục nhã vô cùng. Thế công càng hung mảnh, khi thế của cả hai đều đang suy yếu. So ra tình cảnh của Dương Khai không thể nghi ngờ là cực kỳ không ổn. Cứ như vậy không bao lâu có thể bị trục phong đánh chết tại chỗ. Trục phong hiển nhiên cũng phát hiện ra điểm này, nên không hề cố kỵ chơi đấu pháp lấy thương đổi thương. Dương Khai liên tục lùi, trong cổ họng tràn đầy huyết dịch quay cuồng. Từng lần nghiền ép lực lượng tiểu càng khôn, liều chết phản kháng, mà bị áp chế thực lực, loại phản kháng này có vẻ hơi vô lực. Thời gian giao thủ không có dài, nhưng hắn đã rõ ràng cảm thấy lực lượng tiểu càng khôn sắp khô cạn. Loại tình huống này từ khi hắn tấn thăng khai thiên cho tới nay là chưa bao giờ phát sinh qua tiểu càng khôn của hắn thâm hậu hơn xa so với đồng đạo cùng giai. Nếu không có tranh đấu quá mức kịch liệt, lực lượng tiểu càng khôn làm sao biến thành như vậy, không đến mức xuất hiện dấu hiệu khô cạn. Mà một khi tiểu càng khôn triệt để khô cạn, vậy hắn sẽ không còn thiên địa vĩ lực có thể dùng, phẩm giai thất phẩm cũng chỉ để bài trí. Hắn mặc dù còn có ác chủ bài, nhưng đó là đòn sát thủ sau cùng. Một khi tế ra, nhất định phải giải quyết dứt khoát. Nếu không, hôm nay hắn cùng Bạch Nghệ nhất định là giữ nhiều lành ít. Cho nên, không có cơ hội thích hợp, không phải là vạn bất đắc dĩ, lá bài tẩy này hắn tuyệt đối sẽ không có dùng. Hắn hữu tâm, thôi động tịnh hóa chi quan. Nhưng mà giao thủ kịch liệt, thời gian thôi động tịnh hóa chi quan chính là cho địch nhân cơ hội giết mình. Đối mặt trục phong điên cuồng tấn công, Hắn chỉ có thể đau khổ chèo chống Chờ đợi cơ hội tốt Bỗng nhiên Thương long thương đâm ra Bị trục phong nắm trên tay Trục phong nhét miệng nhe răng cười sâu kiến Nhận lấy cái chết đi Tay kia nắm chắc thành quyền Một quyền oanh kích tới Dương Khai Năm đấm to lớn cấp tốc Phóng đại ngay trước mặt Xen lẫn nguy năng hủy thiên diệt địa Dương Khai vội vàng bỏ thương Hai tay giao thoa trước người Làm phòng hộ ngay lúc trong chớp nhoáng này một đoàn kim quang bỗng nhiên vụt qua cánh tay trong nháy mắt kim quang phi qua giữa dương khai và trục phong lấy lên lại hiển lộ ra một thân ảnh kiều tiểu đây rõ ràng là đồn thuật của bạch nghệ trước đó dương khai nhiều lần truy kích bạch nghệ từng có phát giác nàng có thể đổi chỗ với kim quang mình bắn ra có hiệu quả thuấn di loại đồn thuật này mặc dù không bằng thuấn di nhưng cũng cực kỳ cường đại Chính là dựa vào loại đoạn thuật này, nàng mới có thể nhiều lần chạy thoát khỏi tay của Dương Khai. Trước đó, Bạch Nghệ bị chuột phong gây thương tích, một mực nằm yên cách đó chục dặm, không rõ sống chết. Dương Khai tập trung tinh thần giao thủ cùng với chuột phong, thậm chí ngay cả chút tâm tư điều tra tình hình của nàng đều không có. Làm sao cũng không ngờ, nàng vậy mà ngay vào lúc này thi triển đoạn thuật phi ra giữa hai người. Dương Khai chợt co rụt mắt, hoảng sợ nói. Không được. Trục phong công kích mạnh bao nhiêu, hăng thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Dựa vào long mạch chi thân cường đại, hăng mới miễn cưỡng chống lại đến bây giờ. Một quyền như vậy nếu nện lên trên người của Bạch Nghệ, Bạch Nghệ còn có thể sống tiếp hay sao? Dương Khai không biết tại sao Bạch Nghệ lại xuất hiện ngay vào lúc này, nhưng nàng rõ ràng là muốn lấy bản thân làm lá trắng, Thầy hắn ngăn một kích không thể nào ngăn này đưa tay bắt tới bạch nghệ nhưng hết thảy đã muộn rồi nắm đấm to lớn hung hăng oanh kích trên người nàng dương khai tin tưởng nghe được tiếng xương vỡ vụn liên miên một mảnh vừa chịu công kích trường cung trong tay bạch nghệ đồng thời kéo ra một đạo vũ tiễn chui vào lồng ngực của trục phong trục phong gầm thét bạch nghệ kêu lên công kích va chạm trục phong ngã về sau Bạch Nghệ thì va vào trong lồng ngực của Dương Khai. Hai người ở giữa không trung lăn thành một đoàn. Không chờ cho hai người rơi xuống đất, trục phong lần nữa truyền ra tiếng rống giận dữ. Thương Long Thương bị hắn đặt đi hóa thành lưu quan, quăng thẳng tới hai người, trong nháy mắt đã tới gần. Một kích này uy năng dọa người, hư không ven đường đều bởi vì lực lượng cuồng bạo in dấu xuống dấu vết đen kịt nếu là bị bắn trúng, xem như long mạch chi thân cũng phải bị bắn xuyên. Vậy mà vào lúc này, vô luận là Dương Khai hay là Bạch Nghệ, toàn bộ lực lượng đều đã gần khô cạn, căn bản không thể nào ngăn. Mắt thấy hai người sắp bị xuyên, một tiếng long ngâm gào thét. Một đầu rồng kim quang chói mắt đột nhiên hiện hiện sau lưng của Dương Khai. Đầu rồng lấy lên một cái rồi biến mất, chui vào thể nội của Dương Khai ngay sau đó theo một loạt tiếng nổ lúc bốt vang, một quái vật khổng lồ dài 2.000 trượng đột ngột xuất hiện trong bí cảnh Long uy tràn ngập cự Long quấn mình thủ hộ bạch nghệ trong đó thương Long thương trực tiếp đâm vào trong bụng rồng biến mất trên miệng vết thương vẫy rồng tung bay đau đớn kịch liệt khiến cho cự Long ngửa mặt lên trời gào thét thường thế như vậy mặc dù đáng sợ nhưng đã bảo vệ được bạch nghệ chưa toàn cự long bỗng nhiên quay đầu mắt rồng to lớn như hai vần mặt trời nhỏ tập trung vào trục phong chớp mắt sau long thân chập chờn đầu rồng dữ tợn phi thẳng tới trục phong cảm nhận được uy long khủng bố trục phong nhất thời sợ run người ngay cả đau đớn do bị bạch nghệ gây thương tích đều không cảm giác được mặt tộc biết trên đời này có long tộc nhưng ở mặt chi chiến trường còn chưa bao giờ xuất hiện qua mà nghe nói lần trước công kích nhân tộc bích lạc quan có một cự long hiện thân. Chỉ là lần giao chiến kia hắn cũng không có mặt, cho nên không có thấy tận mắt. Không ngờ hôm nay vậy mà gặp được. Nói như vậy, nhân tộc kia căn bản không phải là nhân tộc gì, mà là cự long từng xuất hiện trên chiến trường Bích Lạc Quan. Đối mặt tấn công của cự long, chuột phong nổi giận gầm lên một tiếng, dụng mảnh lao đến nghênh đón. Thân ảnh hắn trước mặt nhân tộc tầm thường thì cao lớn vô cùng, nhưng trước mặt cự long lại nhỏ bé như sâu kiến thực lực mạnh yếu khác nhau xưa nay không phải hình thể to lớn có thể quyết định truật phong cảm thấy trạng thái bây giờ của mình đủ để giết con cự long này nên hắn không hề sợ hãi nhưng mà thực sự giao phong rồi truật phong mới biết mình đã sai lực lượng kinh khủng từ phía trước đánh tới truật phong vẻn vẹn chỉ là kiên trì trong nháy mắt liền bị một long trảo to lớn hung hăng nện xuống mặt đất đại địa kiên cố bỗng nhiên lõm xuống một cái hố to rộng mấy chục dặm bốn phía hố to còn trải rộng khe rãnh dữ tợn dưới lực lượng cuồng bạo của đối phương trục phong đúng là không có bao nhiêu sức phản kháng trục phong giận dữ nếu là ở trạng thái hoàn hảo loại lực lượng này hắn đương nhiên có thể chống lại được nhưng mà một trận chiến trước đó hắn nhiều lần thụ thương năng lực đỉnh phong sau khi vận dụng bí thuật cũng không còn tồn tại thực lực bản thân đang không ngừng suy yếu bây giờ đúng là bị xỉ nhục nhấn xuống mặt đất hắn phản kháng muốn thoát khỏi vuốt rồng nhưng mà cự long lại cúi đầu mở ra miệng lớn dữ tợn một ngụm long tức phun ra ba phủ trục phong long tức như đao như kiếm cắt chém khiến trục phong mình đầy thương tích mặt huyết bão táp trong tiếng rống giận dữ trục phong anh ra từng quyền lực lượng cuồng bạo đánh vào thân cự long chỉ một thoáng vảy rồng trên thân cự long bay tứ tung. Trên thân xuất hiện từng hối nhỏ khủng bố đến cực điểm, không thể ngay lập tức phục hồi như trước. Thế cục như vậy, giống như là so đấu ai có thể chịu đòn lâu hơn. Trong mắt rồng hiện ra thần sắc đau đớn, giống như còn có một tia do dự, nhưng rất nhanh trở nên kiên nghị. Trong long tức không ngừng phun ra, bỗng xuất hiện một viên hạt châu. Hạt châu kia nằm giữa long tức thế đi cũng không tính nhanh, thậm chí có thể nói là cực kỳ chậm chạp, chậm chạp đè xuống trục phong. Chương 5014 Cho dù là bị cự long đè xuống đất, trục phong cũng không có bao nhiêu hốt hoảng. Nhưng mà khi trục phong nhìn thấy hạt châu này, theo bản năng lại sinh ra cảm giác sợ hãi. Hạt châu kia mang đến cho hắn cảm giác hết sức nguy hiểm. Cảm giác này không phải là ảo giác, mà lại uy hiếp đến từ sinh mệnh. Vì vậy trục phong không chút do dự, vốn đang điên cuồng công kích cự long trong nháy mắt chuyển đối tượng công kích sang hạt châu. Chớp mắt sau, chuyện khiến cho trục phong kinh hải đã phát sinh. Vô luận hắn công kích ra sao, lại đều không mảy may rung chuyển được hạt châu kia, càng không thể ngăn cản xu thế nó hạ xuống. Dường như trong nháy mắt lại như ngàn vạn năm. Khi hạt châu rơi xuống người trục phong ngực trục phong trong nháy mắt đổ sụp một ngụm mặt huyết không thể khống chế phun ra lực lượng cuồng bạo tràn vào toàn thân xuyên thẳng vào trong máu thịt tùy ý phá hư cùng lúc này cự long cũng đau đớn gào thét thân thể hai ngàn trượng bỗng nhiên co rút một lần nữa hóa thành hình người đồng thời hút hạt châu kia vào trong miệng không bị vuốt rồng đè xuống trục phong lập tức được tự do cổ nén đau đớn do thương thế mang đến bỗng nhiên đấm ra một quyền đang đầu ván mắt hoa, không thể tự khống chế. Dương Khai đối với một quyền này căn bản không có nửa điểm phòng bị, trực tiếp bị oanh ra bên ngoài, vũ không trung phun máu khi tức vệ oải. Giờ này khắc này hắn đã tới biên giới của tình trạng kiệt sức. Nội tình tiểu càng khôn bị phát tiết không còn, hạt châu mới phun ra từ trong miệng còn là long châu của hắn. Năm xưa, tại phá, phá toái thiên, trong thánh linh tổ địa, Dương Khai tiến gia long mạch thành cự long, thể nội ngưng luyện ra một viên long châu. Đây là kết tinh của huyết mạch tinh hoa long tộc, cũng là biểu tượng của cự long. Chỉ có cự long mới có tư cách ngưng luyện ra long châu. Thứ này cũng như nội đan yêu thú. Nội đan là căn cơ của yêu thú, long châu là căn cơ của long tộc. Yêu thú gặp phải cường địch, có thể phóng xuất nội đan ra để ngăn địch. Long tộc cũng là tương tự, Loại phương thức công kích này quá đơn giản, uy lực lại vô cùng to lớn, nhưng tai hại cũng rất rõ ràng, bởi vì một khi làm vậy, nhất định phải gánh chịu nguy hiểm to lớn, vô luận là nội đan hay long châu đều bị phá hủy, vậy ngay lập tức sẽ đến bên bờ vực sinh tử, không chừng còn chết ngay tại chỗ. Cho nên đến tận giờ này, vô luận đối địch như thế nào, Dung Khai đều chưa bao giờ động tới Long Châu làm thủ đoạn ngăn địch dù sao hắn tinh thông không gian pháp tắc, đánh không lại, luôn luôn chạy trốn. Nhưng mà lần này là thật bị dồn đến tuyệt cảnh. Bí mật tình hóa chi quan đã bại lộ trước mặt trục phong. Nếu có khả năng, Dương Khai tự nhiên muốn trảm giết, chấm dứt hậu hoạn. Nhưng lực lượng tiểu càng khôn đã khô cạn, hắn có thể vận dụng chỉ còn có long mạch chi lực. Đối mặt cường địch như trục phong, phong thích long châu là thủ đoạn cường đại nhất. Long Châu xác thực trọng thương được Trục Phong, ngay cả lồng ngực kia đều bị ép cho sập. Nhưng mà Trục Phong điên cuồng tấn công cũng làm cho Long Châu xuất hiện vết nứt. Long Châu bị hao tổn, ngay cả long mạch chi thân dương khai đều không thể duy trì. Hắn đã ra hết thủ đoạn, đến giờ phút này đã là vô lực nghênh địch. Trận này hắn cùng Bạch Nghệ đã bại rồi. Trục Phong mặc dù bị trọng thương, nhưng dù sao không có chết. Hắn bây giờ có thể làm là tranh thủ thời gian mang theo bạch nghệ rời khỏi nơi đây chỉ là không biết còn có cơ hội này hay không miệng cưỡng đứng người lên trước mắt dung khai hoàn toàn mơ hồ đầu càng vù vù không ngớt cho dù đứng yên một chỗ cũng lung lay không thể nào duy trì tư thế bạch nghệ nằm cách đó không xa không nhúc nhích hắn giải dụ bước tới lão đảo mấy bước đến bên người nàng cuối cùng là không chống nổi nữa bổ nhào vào trên người nàng bị hắn đè ép trong miệng bạch nghệ lập tức tràn ngập ra đại lượng huyết thủy khí thức vốn đã suy yếu càng lộ ra bấp bênh dương khai bắt lấy cánh tay nàng xoay người vác nàng trên người một lần nữa giải dụ đứng lên mỗi bước một dấu chân máu lần theo ký ức đi về hướng lối ra nhưng mà còn chưa đi được mấy bước sau lưng chuyển đến âm thanh lạnh lùng của trục phòng người muốn đi đâu Dương Khai mặc kệ, vẫn từng bước một kiên định bước đi, bộ pháp tập tỉnh. Các người mơ! Trục phong lạnh giọng quát, khí tức cấp tốc tiến tới gần Dương Khai, hiển nhiên là muốn ngăn Dương Khai trốn thoát. Nhưng còn chưa dứt lời, bỗng nhiên ho mãnh liệt, miệng càng phun ra đại lượng mặt huyết. Theo mặt huyết dân trào, cả người hắn giống như quả cầu da xì hơi, khi thế cấp tốc suy yếu, thời gian nháy mắt gần như bằng không tiếng ho khang kia lại càng thêm mãnh liệt, từng ngụm từng ngụm huyết thủy không bị ức chế phun ra. Dương Khai dừng bước, quay đầu nhìn, trong tầm mắt mơ hồ là bộ dáng chật vật của Trục Phong. Giờ khắc này, Trục Phong nửa quỳ cách mình không có xa, trước mặt là một bãi huyết thủy màu mực, gần như đã hội tụ thành sông, càng có từng đạo huyết tiễn phun ra từ các vết thương trên người hắn, hiển nhiên hắn đã áp chế không có nổi những thương tích kia. Dương Khai muốn cười, nhưng giọng đã khàn khàn nghe không có rõ. Đây thật là trời không tuyệt đường người. Hắn vốn cho rằng mình chỉ còn lại con đường trốn thoát. Ai ngờ, cục diện lại biến hóa khôn lường. Thợ săn con mồi cũng trong nháy mắt chuyển đổi. Dị chứng bí thuật, Trục Phong đã thi triển, triệt để bạo phát. Từ lúc bắt đầu giao thủ với Trục Phong, hắn đã luôn chờ thời khắc này trên thực tế trước đó khi thế của trục phong không ngừng suy yếu nếu không phải vậy dương khai cũng vô pháp chèo chống lâu như thế này vậy mà mặc dù như thế dương khai vẫn phải trả cái giá lớn mới liệu mạng lưỡng bại câu thương đến cuối cùng long châu bị hao tổn hắn đã mất đi toàn bộ sức lực trục phong lại còn dư lực thắng bại đã phân. nếu người không đi cũng chỉ có thể chờ chết thôi có thể mang theo bạch nghệ chạy ra khỏi nơi đây hay không kỳ thật Dung Khai cũng không có bao nhiêu lòng tin, chỉ có thể nói sẽ cố gắng làm hết sức. Sinh tử tuần vong ngay trước mặt, may mắn được trời cao chiếu cố. Cuối cùng, để cho trục phong ngã xuống, có lẽ cũng không phải chỉ là may mắn. Bạch Nghệ liều chết một kích, Dung Khai liều mình tương bác, tế ra Long Châu, đều gia tốc phản vệ cho trục phong. Bí thuật kỳ uy năng to lớn, bây giờ phản vệ cũng là cực kỳ khủng bố. Giờ khắc này trong bí cảnh còn sống sót ba người, chỉ riêng khí tức Bạch Nghệ là yếu nhất. Xã thân thay dung khai ngăn một kích, nàng đã triệt để lâm vào trong hôn mê. Khí tức trục phong đã gần đến con số 0, mạnh hơn Bạch Nghệ nhưng chẳng khác là bao, hơn nữa còn đang suy yếu. Xem ra, bí thuật phản vệ kia ngay cả trục phong cũng không thể chịu nổi. Ngược lại là dương khai bộ pháp tập tỉnh, một thân lực lượng gần như khô cạn khi tức lại mạnh nhất, không thể không nói, đây thật là châm chọc. Ngồi sổn người, nhẹ nhàng đặt bạch nghệ xuống, Dương Khai từng bước bước về phía trục phong, bộ pháp vẫn tập tỉnh, cả người méo mó, như thể chỉ cần một trận gió lớn thổi tới, cũng đủ để cho hắn nằm xuống. Trên nửa đường tế ra thương long thương, kéo lê trường thương trên đất, phát ra tiếng cọ sát chói tai. Trục phong còn ho ra đầy máu như muốn nôn sạch máu nghe được động tĩnh ngẩng đầu trong trong mắt lập tức xuất hiện sợ hãi hắn gian khổ đứng lên xoay người từng bước một rời xa dương khai đồng thời ngoài mạnh trong yếu thét người dám tới đây dương khai không để ý thấy bộ gian hắn như vậy trên thân không hiểu lại sinh ra một cổ khí lực bộ pháp đều tăng nhanh hết hơi nói một thương thôi nhanh lắm không có đau đâu không chạy mới là ngu. Trục Phong muốn chửi mẹ kiếp. Nếu như bị đuổi kịp tuyệt đối là chết chắc. Nhưng mà hắn tuy có tâm rời xa Dương Khai. Nhưng trạng thái lúc này là cực kỳ không có tốt. Tốc độ chậm như rùa bò. Đường đường là một vực chủ. Rơi xuống tình cảnh như hôm nay. Trục Phong khóc không ra nước mắt. Dương Khai cũng dở khóc dở cười. Cuộc chiến hôm nay biến đổi bất ngờ, cuối cùng biến thành cục diện này là ai cũng không nghĩ tới một vực chủ, một thất phẩm khai thiên. Tình hình truy sát bỏ chạy như này, thật sự tổn thương phong nhã. Lúc này chỉ sợ tùy tiện lấy ra một người tu luyện có thành tựu, đều có thể giết chết hai người. Bản năng cầu sinh, trục phong từng bước một di chuyển thân thể. Mỗi một bước đều lưu lại một dấu chân máu. Dương Khai cũng giống như vậy. Đường máu quanh co khúc khủy hóa thành phong cảnh dị dạng. Bí thuật kia phản vệ xác thực là đủ mạnh sau một lát, trục phong lão đảo cắm đầu ngã xuống đất. Hắn lại sử dụng tay chân bò người đi. Đang lúc tuyệt vọng, chợt nghe thấy phía sau truyền đến động tỉnh. Quay đầu nhìn thấy Dương Khai vậy mà cũng ngã nhào xuống mặt đất. Việc gì phải khổ như vậy? Trục Phong nói. Không bằng người ta tự khôi phục rồi lại tính toán sau. Dương Khai thanh âm suy yếu cười mắng. Sao người khôn vậy? chờ ta tới đủ khoảng cách, ta một thương đâm chết người. Trục Phong nói, Bạch Nghệ sợ là sắp phải chết. Người không đi chiếu kháng nàng, chờ cho nàng chết rồi, người chắc chắn sẽ hối tiếc. Dương Khai bất vi sở động. Yên tâm, phàm là nàng còn một hơi, ta cũng có thể cứu nàng quay về. Trước hết, giết người đã. Trục Phong hư lạnh. Bây giờ trạng thái của chúng ta như nhau, đến lúc đó ai sống ai chết còn chưa biết. Trong lúc hai người đấu khẩu cũng đang không ngừng bò đi, tốc độ không khác nhau mấy, khoảng cách không tăng không giảm. Tình cảnh này, Dương Khai muốn đuổi kịp Trụt Phong là không quá thực tế. Ý thức được điểm này, Dương Khai bỗng nhiên dừng, yên lặng nhìn về phía trước. Trụt Phong giật mình, mặc dù không biết Dương Khai đang bày trò quỷ gì, nhưng theo bản năng cảm thấy không ổn, càng cố bò đi chốc lát sau Dương Khai nhếch miệng cười. Người xong rồi. Nói rồi, môn hộ tiểu càng khôn bỗng nhiên mở ra trước mặt. Chớp mắt sau, một bóng người từ trong cánh cửa trùng sát ra. Người kia là một lão giả, cầm trong tay một thanh kiếm sắt. Lúc vừa đi ra có hơi sững sờ, giống như còn đầu óc choáng váng, nhưng rất nhanh khóa chặt mục tiêu, một kiếm buông tập tới Trục Phong. Trục Phong bị vậy giật mình, nói thật nhân tộc tranh đấu nhiều năm như vậy. Hắn còn chưa bao giờ thấy nhân tộc nào nhỏ yếu như này. Nhân tộc tại mặt chi chiến trường tu vi tối thiểu cũng là ngũ phẩm khai thiên. Nhưng mà tên vừa xuất hiện này, ngay cả khai thiên đều chưa tới. Đây là đế tôn sao. Trục phong thân là vực chủ, đối với nhân tộc tự nhiên có hiểu biết. Biết nhân tộc khai thiên phân làm chính phẩm, mà dưới khai thiên còn có rất nhiều cảnh giới, trong đó có đế tôn. chương lăm Đối với loại tồn tại này, Trục Phong chỉ nghe qua, căn bản chưa từng thấy. Loại tu vi này tới mặt chi chiến trường là không thể sống sót. Hôm nay vậy mà gặp một tên. Nếu là ngày thường, loại sâu kiến nhỏ yếu này, Trục Phong chỉ cần một ánh mắt là có thể khiến cho chúng bạo thể mà chết. Nhưng bây giờ, hắn đang trọng thương cùng cực, bị bí thuật kia phản vệ. Vực chủ chi uy không còn sót lại chút nào. Lúc này bỗng nhiên giết ra một tên đế tôn chính là chuyện lớn. Mà đế tôn này rõ ràng được Dương Khai đưa ra từ trong tiểu càng khôn. Lão giả kia hiển nhiên đã được Dương Khai căn dặn. Chợt vừa hiện thân liền không chút do dự, một kiếm chém tới trục phong. Trục phong sắc mặt đại biến nỗ lực nhấc lên một hơi. Một đạo khí tức màu mực từ trong miệng phun ra trùm tới lão giả. Khí tức kia mờ nhạt không gì sánh được, hiển nhiên Trục Phong cũng không thể nào thôi động ra quá nhiều mặt chi lực. Lão giả mặc kệ, thôi động lực lượng thủ hộ quanh thân, xuyên qua khí tức màu mực, kiếm mang như hồng hung hăng chém xuống. Một kiếm này trảm vào cái cổ to lớn của Trục Phong, trên cổ vốn đã có một vết thương, dưới một kiếm này, vết thương lập tức mở rộng, sâu thấy xương, máu tươi màu mực từ đó dâng trào. Mà lão giả chém xong một kiếm, lập tức lui, lại cấp tốc điểm vài chỉ trên người mình ngay sau đó hắn mềm nhũng ngã xuống trước khi lâm vào trong hôn mê lão giả nhìn qua dương khai gian khổ nói thái thượng ta tận lực dương khai khẽ gật đầu trục phong không khỏi cười to sâu kiến cũng muốn giết ta một tên không đủ có thêm mấy tên mới được một kiếm kia mặc dù tạo cho hắn thương thế không nhẹ nhưng xác thực không thể lấy đi tính mệnh hắn mà thương thế như vậy cố nhiên trông rất đáng sợ, nhưng đối với một vật chủ, nhiều lắm chính là vết thương da thịt. Duy nhất để cho hắn tiếc nuối là sâu kiến kia xuất thủ xong, lập tức hạ cấm chế bản thân. Nếu không phải như vậy, lấy tu vi đế tôn của hắn, căn bản không ngăn nổi mặt chi lực, chỉ cần ba hơi thở là có thể chuyển hóa thành mặt đồ. Đến lúc đó có thể trở thành lợi khí, giúp cho hắn đối phó dương khai, trái lại giết chết dương khai. Dương Khai đã dám phóng xuất hắn ra khỏi tiểu càng khôn, rõ ràng cũng dự liệu được tình huống này, tự nhiên sẽ không để cho loại tình huống này phát sinh. Lão giả này phong cấm bản thân tất nhiên là đã được Dương Khai dặn dò. Trục phong cười cười lại chợt không cười được nữa, hắn hít sâu một hơi. Người còn có giúp đỡ hay sao? Dương Khai xùy nói. Ta có thiên quân vạn mã, người chờ chết đi. Nói rồi môn hộ tiểu càng khôn lần nữa mở ra Từ đó thoát ra một bóng người Người kia cũng như lão giả vừa rồi Đều chỉ có tu vi đế tôn Giống hệt vừa rồi Người này vừa xuất hiện Lao thẳng tới trục phong Hùng hăng chém Vừa hay chạm đúng vết thương cũ Lập tức để cho vết thương khuếch trương thêm một phần Người này một kích thành công Lập tức lui Thi triển thủ đoạn phong cấm bản thân Trong nháy mắt hôn mê ngã xuống đất tiểu càng khôn lại thoát ra một bóng người. Trục phong hoảng sợ kêu to, dùng cả tay chân ra sức bò. Đến lúc này hắn đã thật sự rõ ràng cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết. Một đế tôn đối với hắn không tính là gì, hai tên cũng không quan trọng. Nhưng nếu như liên tiếp xuất hiện, hắn sớm muộn gì cũng có một khắc bị chém chết. Kiến nhiều cũng có thể cắn chết voi. Trước đây, trục phong đối với câu nói này khịt mũi coi thường, ngày hôm nay lại tin đến chết lần lượt từng bóng người không ngừng hiện thân mỗi người đều là tu vi đế tôn mỗi người cũng chỉ có cơ hội một kích nhưng mỗi một kích đều trảm cùng một vị trí thường thế của trục phong ngày càng nghiêm trọng cổ đã gần như đứt gãy từ trong tiểu càng khôn xuất hiện người thứ năm người kia chém xuống một kiếm đầu trục phong trực tiếp tách rời thân thể ủng ụt lăn ra thật xa nơi cổ chỉ tuôn ra một ít màu mực. Hiển nhiên, mặt huyết trong thể nội của trục phong đã gần như khô cạn. Một kim cuối chính là xuất từ một thanh niên, có tu vi đế tôn tầng 3. Một chiêu đắc thủ, hắn cũng ngoài ý muốn, tất nhiên, vẫn cấp tốc gieo xuống cấm chế trên người mình. Trước khi lâm vào trong hôn mê, còn quay người về dung khai ôm quyền nói. May mắn không có làm nhục mệnh. Nói xong, dứt khoát lưu loát ngã xuống đất cơ thể trục phong tách rời, đã chết không thể nào chết thêm. Nhưng mà cặp mắt kia lại trát động, trong mắt tràn đầy thần sắc không cam lòng. Đường đường là một vực chủ của mặt tộc, vương chủ không ra, thiên hạ này có thể là đối thủ của hắn, cũng chỉ có nhân tộc bác phẩm khai thiên. Chính là nhân vật như vậy cuối cùng, vậy mà bị mấy tên đế tôn liên thủ hại chết. Thần thái trong mắt của trục phong cấp tốc tan đi, hai mắt trừng trừng chết không nhắm mắt. Dương Khai nặng nề thở hổn hển trở mình, hiện lên hình chữ đại nằm trên mặt đất. Trận chiến ngày hôm nay, thắng thật sự quá mức gian nan. Hắn và ngay cả Bạch Nghệ căn bản không ngờ tới, trục phong vậy mà có loại bí thuật cấp tốc khôi phục. Một nước vô ý gần như rơi vào trong tuyệt cảnh. Mà bây giờ, Bạch Nghệ hôn mê bất tỉnh, người bị trọng thương. Bản thân Dương Khai cũng thương thế không có nhẹ, ngay cả Long Châu đều xuất hiện vết nứt. Cái giá phải bỏ ra không thể nói là không lớn. Trục phong có thể nói là thành cũng tại bí thuật, bại cũng vì bí thuật. May mắn thời khắc khẩn yếu quan đầu, bí thuật kia phản phệ hết mức. Nếu không, Dương Khai cảm thấy mình nhất định phải chết. Chiến cho thi cuối, hắn đã tình trạng kiệt sức, dầu hết đèn tắt. Trải qua trận này, Dương Khai cũng lĩnh giáo sâu sự cường đại của vực chủ. Đây không phải là kẻ địch mà thất phẩm khai thiên có thể đơn đả độc đấu. Nếu đơn độc đụng trúng vật chủ vào thời kỳ toàn thịnh, dương khai cũng chỉ có thể chuồn mà thôi. Nhưng mặc kệ quá trình gian khổ ra sao, kết quả luôn luôn để cho người ta mừng rỡ. Trục phong chung quy cũng chết rồi. Trên mặt chi chiến trường thắng làm vua, thua làm giặc. Đối với người chết là không có gì đáng nói. Ăn vào linh đan khôi phục chữa thương, yên lặng luyện hóa một lát sau Dung Khai bí bò lên. Hắn vẫn còn đầu ván mắt hoa, trong tiểu càng khôn đột nhiên trống rỗng. Nếu bây giờ quan sát tiểu càng khôn có thể phát hiện, toàn bộ thế giới tiểu càng khôn tối tăm mờ mịt. Đó là do nội tình tiêu hao quá lớn, tiêu hao như vậy chỉ có thể từ từ khôi phục. Bây giờ khẩn yếu nhất là cứu người. Hắn từng bước một đi đến trước mặt những đế tôn đang hôn mê, thu vào trong tiểu càng khôn những đế tôn này đều đến từ thất tinh phường. Lão giả xuất hiện đầu tiên là phường chủ thượng quan tích, còn lại đều là trưởng lão thất tinh phường, tỉ như bọn người quản thiên hành. Lúc trước, Dương Khai lấy thần niệm hóa thân thái thượng trưởng lão, cũng chính là trong thất tinh phường thu hai đệ tử thân truyền là Triệu Già dạ Bạch và Triệu Nhã. Từ khi đưa Triệu Già dạ Bạch và Triệu Nhã trở về tinh giới, Dương Khai không còn lộ diện trong tiểu càng khôn Lần này nếu không phải là bất đắc dĩ, cũng sẽ không để cho mấy vị đế tôn này phải mạo hiểm. Mặt chi lực ăn mòn, khai thiên cảnh còn khó ngăn, đừng nói là đế tôn. Cho nên trước khi để bọn hắn đối phó trục phong, Dương Khai nhiều lần căng dặn, chỉ có cơ hội một kích, sau một kích lập tức phong cấm bản thân, nếu không, hậu quả khôn lường. Mấy người này cũng rất là nghe lời, dù sao đối với bọn hắn, Dương Khai thật sự quá mức cao thâm mặt trắc, lời của thái thượng trưởng lão bọn hắn tự nhiên không có dám bất tuân mỗi người xuất hiện đều xuất thủ một kích sau đó phong cấm bản thân mình là đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ rồi sự thật chứng minh cách làm này là chính xác lúc này bọn hắn đã bị mặt chi lực ăn mòn thể xác và tinh thần biến thành mặt đồ chỉ là đám bọn hắn đều đang hôn mê nếu không nhất định sẽ xuống tay cùng với dương khai rất nhanh, Dương Khai tới vị trí thanh niên cuối cùng. Chính là người thanh niên này, một kiếm chém đôi đầu của trục phong, đặt vững đại công. Khuôn mặt thanh niên lờ mờ quen mắt. Dương Khai suy nghĩ một chút mới nhận ra đây là Miêu Phi Bình. bãi nhập thất tinh phường cùng thời điểm với Triệu Nhã và Triệu Già Bạch. Tư chất của Miêu Phi Bình xem như không có tệ. Một thân đế nguyên cũng cực kỳ tinh thuần. Nếu không phải luôn sống trong tiểu càng khôn lấy tư chất của hắn, có lẽ bây giờ đã thẳng tấn ngũ phẩm khai thiên. Nghĩ nghĩ hôm nay được những đế tôn này hỗ trợ mới có thể biến nguy thành an, có lẽ ngày sau nên chỉ điểm con đường võ đạo cao cấp hơn cho bọn hắn. Thu Miêu Phi Bình vào trong tiểu càng khôn, Dương Khai mới chạy đến bên Bạch Nghệ. Bạch Nghệ vẫn còn đang hôn mê, khi thức cực kỳ yếu ớt. Trên thân mình đầy thương tích, bị máu tươi nhiễm đỏ, nhất là thương thế chỗ vai trái, gần như nửa lồng ngực đều nổ tung. Nàng bị trục phong bắt được một cây tiễn, trở tay một kích. Thường thế này chính là xuất hiện vào lúc đó. Sau đó nàng lại xả thân cản một kích giúp cho Dung Khai. Càng thêm trọng thương, xương cốt không biết đã gãy mất bao nhiêu. Thường thế như vậy cho dù là thất phẩm cũng là quá nặng nề. Nếu không được cứu trị kịp thời, vô cùng có khả năng chết. Mà lại nàng cũng sớm đã bị mặt chi lực ăn mòn cũng như mấy đế tôn đều đã bị chuyển hóa thành mặt đồ. Dương khai đầu tiên là khôi phục tịnh hóa chi quan, xua tán đi mặt chi lực giúp cho nàng, rồi mới thôi động bí thuật nguy nguy trường thanh. Hư ảnh bất lão thụ hiển hiện sau lưng hắn, cành lá rủ xuống, hóa thành hình nửa vòng tròn, nồng đậm sinh cơ tràn ra ba phủ lý bạch nghệ. Dương khai lại lấy ra một ít linh đan, nặng miệng bạch nghệ đưa vào trong thôi động lực lượng giúp cho nàng luyện hóa. Bí cảnh này dù đã tràn ngập mặt chi lực, nhưng so ra lại cực kỳ an toàn. Dù sao cũng là xào huyệt của trục phong, không cần lo sẽ bị người nào khác quấy rầy. Linh Đan cùng Nguy Nguy Trường Thanh, hai bút cùng vẽ, sinh cơ của Bạch Nghệ chậm chậm khôi phục, vết thương trên người cũng bắt đầu khép. Dương Khai cũng như vậy, tốc độ khôi phục càng nhanh hơn Bạch Nghệ hắn có long mạch chi thân năng lực khôi phục xưa nay cực mạnh nhưng thường thế trên thân thể dễ dàng khôi phục nội tình tiểu càng khôn cũng có thể đơn giản bổ sung duy nhất để cho dương khai cảm thấy đau đầu là long châu đã bị tổn hại rồi chương năm nghìn long châu ngày thường dương khai giấu dưới hàm bây giờ hắn tin tưởng nhìn thấy trên long châu vốn sang ông ánh long lanh đã trải rộng vết nứt nhỏ bé, quan trạch, ảm đạm. Tế ra Long Châu một kích kia cố nhiên tạo thành thương tổn cực lớn đối với trục phong, nhưng mà trục phong phản kích cũng làm cho Long Châu có chỗ bị hao tổn. Đây cũng là nguyên nhân Dương Khai không dám tùy tiện tế ra Long Châu. Thứ này một khi tế ra, uy lực xác thực là vô tận, thế nhưng hậu quả cũng cực kỳ lớn. Một khi Long Châu bị hủy, vậy hắn lập tức phải đối mặt với cái chết may mà tình huống bết bát nhất không có phát sinh. Long Châu bị hao tổn, Dương Khai có cảm giác hóa Long Quyết trong thời gian ngắn không thể nào thúc giục. Càng không có biện pháp hóa thân cự Long, trừ phi tu bổ hoàn hảo Long Châu. Hắn tu hành tại Thánh Linh Tổ Địa một thời gian, thời điểm tu hành theo huyết mạch chi lực tinh thuần, từ nơi sâu xa cũng thức tỉnh một chút Long Tộc truyền thừa, biết được một khi thứ này có chỗ hư hao muốn chữa trị là cực kỳ phiền phức. Nhất định phải dựa vào tự thân long mạch chi lực từ từ ôn dưỡng là một việc mài nước vội vàng không có được. Cho nên đối với Dương Khai, vấn đề Long Châu nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, mà đã chỉ có thể dựa vào Long Mạch chi lực ôn dưỡng, sốt ruột cũng là vô ích. Nguyên Nguy Trường Thanh vẫn luôn tiếp tục, Dương Khai lại phục dụng một chút khai thiên đan, còn lấy ra một bộ tài nguyên yên lặng luyện hóa, bổ sung tiểu càng khôn hao tổn. Như vậy sau hai ba ngày, Bạch Nghệ bỗng rung rung mi, gian khổ hự một tiếng rồi mở mắt ra. Người sao rồi? Dung Khai phát giác ra động tĩnh vội vàng mở mắt nhìn nàng. Thường thế của Bạch Nghệ rất là nghiêm trọng. Mặc dù trong lúc khôi phục, Dung Khai vẫn luôn trợ giúp nàng chữa thương. Nhưng này dù sao chỉ là ngoại lực, Bây giờ chính nàng tỉnh lại mới là một tin tức tốt. Chỉ cần nàng có thể tự chủ chữa thương, tốc độ khôi phục sẽ tăng lên rất nhiều. Ánh mắt của Bạch Nghệ hiển nhiên vẫn còn mờ mịt, mà rất nhanh nhờ tới đủ loại phát sinh trước khi hôn mê. Nàng, nàng lập tức giật mình. Đây là đâu? Trục phong đâu rồi? Dung khai đáp. Chúng ta còn đang trong xào huyệt của trục phong. Trục phong thì đã chết rồi nói xong hắn chỉ tay sang bên cạnh bạch nghệ quay đầu nhìn thấy trục phong nằm trên mặt đất cách đó không có xa cơ thể tách rời trên cái đầu lâu to lớn hai trọng mắt trợn to nhìn thẳng qua bên này bạch nghệ không khỏi chấn kinh trục phong vậy mà đã chết lúc nàng hôn mê trục phong thế thịnh mặc dù cũng bị nàng cường dương khai liên thủ đã thương nhưng đó vẫn không phải là một thất phẩm có thể đối phó nàng vốn cho rằng hai người mình nhất định khó thoát một kiếp. Mặc dù không biết sau khi mình hôn mê đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng nàng cũng rõ ràng đó nhất định là một trận đại chiến kinh thiên động địa. Sư huynh đã cứu ta sao? Bạch Nghệ hỏi, Dương Khai bật cười. Nơi này ngoài ngươi chỉ có ta, đương nhiên là ta cứu ngươi. Bạch Nghệ ánh mắt phức tạp, khẽ thở dài. Không cần cứu ta, Dương Khai nghe không khỏi nhíu mày. Lời này nghe thật không ổn. Suy nghĩ một chút, hắn mở miệng nói. Chữa thương trước đi. Thường thế của người không có nhẹ. Nếu không chữa thương, có thể sẽ lưu lại tai hoàng ngầm. Bạch Nghệ khẽ gật đầu khoanh chân ngồi, thầm vận huyền công. Trong bí cảnh nhất thời yên tĩnh, hai người đều đang chữa thương khôi phục. Dưới nguy nguy trường thanh, mặt chi lực không xâm nhập được mảy may. Như vậy lại qua 7-8 ngày, dung khai khôi phục lại, thường thế cơ bản đã khỏi hẳn. Tiểu càng khôn cũng được bổ sung, mặc dù còn chưa khôi phục hoàn toàn nhưng cũng đã được rất nhiều. Bạch Nghệ chậm hơn hắn, phát giác động tĩnh cũng mở mắt ra, chậm rãi đứng dậy, nhẹ nhàng thi lễ. Tạ ơn sư huynh đã cứu mạng. Dung Khai lặng lặng nhìn nàng rồi mở miệng nói. Thật muốn tạ ơn, hào hảo sống tiếp, giết nhiều mặt tộc. Thực lực người mạnh như vậy nơi chết đi sẽ là tổn thất to lớn đối với tộc nhân. Bạch Nghệ miếm môi gật đầu. Trước đó Dương Khai còn không có phát giác gì, nhưng câu nói kia của Bạch Nghệ sau khi tỉnh lại làm cho Dương Khai ý thức một vấn đề. Bạch Nghệ rõ ràng có lòng muốn chết. Có lẽ lúc nàng xả thân cản trước mặt của Dương Khai, thay Dương Khai tiếp nhận một kích hung mảnh của trục phong, nàng đã ôm tâm tư quyết tử. Dương Khai cứu chữa không ít mặc đồ, cho nên biết đối với tâm tình của mặc đồ, trên tay những mặc đồ này đều từng dính máu tươi của tộc nhân. Bọn hắn khi còn là mặc đồ, là duy mặt trí thượng, tuân theo mặt tộc, trợ trụ vi nghiệt, thống hạ sát thủ võ giả nhân tộc. Được dung khai cứu chữa, những chuyện cũ này liền trở thành hồi ức thống khổ. Phải biết, người bọn hắn giết là tộc nhân, chiến hữu đã từng kề vai chiến đấu. Kinh lịch như này vô cùng có khả năng trở thành ma chướng trong lòng, để bọn hắn ngày đêm khó bình an. Tình huống của Bạch Nghệ càng rõ ràng lấy tiễn thuật xuất thần nhập hóa cùng tu vi thất phẩm khai thiên đến Dương Khai còn nhiều lần thu thiệt trên tay nàng, vợ giả tầm thường đụng trúng nàng đâu còn con đường sống. Nhân tộc chết trên tay của Bạch Nghệ Dương Khai không biết có bao nhiêu, nhưng sợ rằng không phải là một hai người. Đúng là như thế, Bạch Nghệ mới có lòng muốn chết nàng tự giác không có mặt mũi, quay trở về trụ sở nhân tộc. Hai tay của nàng dính đầy máu tươi của tộc nhân, lưng đeo đầy oan hồn. Thấy nàng trả lời qua loa, dường như cũng không để ý lời của mình trong lòng, Dương Khai mấy câu mày nói. Một trục phong, không tiêu được tội lỗi của người. Nếu thật sự thẹn trong lòng, vậy giết chết mặt tộc gấp 10 lần, gấp trăm lần mà hoàn lại. Nếu người tùy tiện chết đi, vậy tộc nhân chết trên tay ngươi sẽ trở thành chết vô ích. Hằng vốn không muốn nói thẳng ra như vậy, nhưng trạng thái của Bạch Nghệ rõ ràng không có ổn, chỉ có thể hạ mảnh dược. Bạch Nghệ đột nhiên trở nên trắng bệch, thân thể khẽ rung, cắn chặt răng nói. Sư huynh dạy đúng, ta nhất định sẽ không để cho sư huynh phải thất vọng đâu. Không phải ta thất vọng hay là không, là chính ngươi phải để tâm không có thẹn bạch nghệ suy tư một hồi lần nữa gật đầu dương khai đứng lên nói nói đến vậy thôi chính người nghĩ thêm đi ta không giỏi trấn an người lời nói có thể sẽ nặng người không cần để trong lòng nơi này không có tiện lưu thêm nên rời đi trước bạch nghệ từ không dị nghị trong lúc giúp bạch nghệ chữa thương dương khai thần niệm điều tra nơi bí cảnh này bí cảnh này không có lớn lấy thần niệm của hắn tự nhiên có thể bao quát toàn bộ cũng không phát hiện ra vật có giá trị gì. Còn mặt xào là là một thứ tốt để nghiên cứu. Nhưng trục phong thi triển bí thuật, mặt xào đã hoàn toàn khô héo, không còn tác dụng gì. Chốc lát sau, hai người đến lối ra. Lối ra này có bí thuật phong cấm, có điều đối với Dương Khai thì không phải là vấn đề nan giải. Thôi đồng không gian phát tắc, thuận lợi xé mở ra một lỗ hổng, hai người lách mình ra. Quay về hư không, Dương Khai lập tức đề phòng tứ phía, may mà không có phát hiện ra bất cứ dị thường nào từ khi tách khỏi thần hy cho tới nay thời gian đã qua khoảng gần một tháng không biết thần hy đang thế nào lúc đó dương khai đuổi theo bạch nghệ kết quả khó khăn trắc trở liên tục chậm trễ đến bây giờ dương khai cũng không phải quá lo cho thần hy coi như không có hắn cũng còn có bốn vị thất phẩm khai thiên mà lại phá hiểu chiến hạm còn đặc biệt hơn đội cấp bí bảo bình thường chỉ cần không đụng trúng vật chủ thì đều không có vấn đề gì to lớn đứng yên trong hư không dương khai thôi động càng khôn quyết chốc lát có cộng minh nói cách khác nếu hắn muốn có thể chớp mắt quay trở về phá hiểu nhưng hắn có thể trở về bạch nghệ thì không cho nên dương khai chỉ xác định cộng minh kia thu hồi pháp quyết rồi quay sang bạch nghệ nói đi thôi nói rồi đi đầu dẫn đường bạch nghệ theo sau cả đoạn đường hai người cũng không có ẩn tàng. mặc dù vô luận dương khai hay bạch nghệ đều không phải là trạng thái đỉnh phong, nhưng hai người cũng không phải là thất phẩm khai thiên bình thường. trước đó ngay cả vực chủ đều đã giết một tên rồi, giờ còn đang ước, ước gì đụng trúng mặt tộc. đáng tiếc, đoạn đường này gió êm sóng lặng, tự như mặt tộc vùng này đã bị đuổi tận giết tuyệt, thậm chí ngay cả nhân tộc đều không thấy một ai. Chuyện này khiến cho Dương Khai cực kỳ nghi hoặc. Phải biết, khi trước hắn truy kích Bạch Nghệ, ngẫu nhiên còn có thể đụng trúng đội ngũ nhân tộc hoặc là mặt tộc. Mảnh chiến khu này không thái bình. Tướng sĩ hai bên trong một vùng hư không to như vậy, chém chém giết giết không ngừng. Tình hình bây giờ rõ ràng là không có đúng. Xem ra, một tháng mình và Bạch Nghệ lưu trong xào huyệt của trục phong. Chiến khu hẳn là đã xảy ra biến cố. Ý thức được điểm này, Dương Khai càng tăng nhanh tốc độ. Mấy ngày sau, chỗ phụ lục căn cứ thứ tư khắc sâu vào trong tầm mắt. Dương Khai dẫn theo Bạch Nghệ phóng đi. Có võ giả nhân tộc chặn đường hỏi thăm. Dương Khai nói rõ thân phận, lúc này mới có thể cho đi. Trong danh địa thần hy, Dương Khai xông thẳng vào. Một bóng người lập tức từ trong một gian phòng ốc xông ra là Phùng Anh. Thấy Dương Khai, Phùng Anh hai mắt tỏa sáng, thở vào nói. À, đội trưởng người rốt cuộc cũng quay về rồi thời gian dài như vậy dương khai đều không có hiện thân bên này tự nhiên rất lo không biết có phải hắn gặp bất trắc gì không thân phận của dương khai đặc thù nếu hắn gặp phải bất trắc tổn thất đó lớn hơn rất nhiều so với một bác phẩm vẫn lạc dương khai gật đầu kinh ngạc nhìn nàng người thụ thương sao phùng anh khi tức bất ổn rõ ràng có thương tích trong người không có gì đáng lo Phùng Anh cười đáp. Hai người nói chuyện kinh động đến các đội viên của thần Hy. Từng người nhao nhao từ chỗ bế quan đi ra, thấy Dương Khai tất cả đều mừng rỡ. 35 người thần Hy mặc dù không thiếu một ai, thế nhưng đại đa số đều có thương tích trong người. Nhất là mấy thất phẩm, thường thế dường như còn không có nhẹ. Dương Khai kinh hãi, không biết sau khi tách mình ra, thần Hy đến cùng gặp phải chuyện gì. Các người xảy ra chuyện gì? Lấy nội tình của thần hy cùng tính năng của phá hiểu, đụng trúng, à, đội nhỏ mặt tộc hoàn toàn có thể nghiền ép. Bây giờ từng thành viên bị thương rõ ràng đã trải qua một trận đại chiến, không chừng còn là đại chiến với đại quân mặt tộc. Thẩm Ngao nói. Vận khí không có tốt, gặp phải một vực chủ. Vực chủ hay sao? Dương Khai khẽ nhíu mày. Chuyện gì xảy ra? Thẩm Ngao nói một cách đơn giản từ đầu cho tới cuối ngày đó dương khai đuổi theo bạch nghệ bọn hắn lưu lại xử lý chiến trường thuận phương hướng dương khai truy kích mà đi tìm hắn tìm tới tìm lui cũng tìm không thấy bóng dáng của dương khai đâu chỉ có thể coi như thôi trên phá hiểu có càng khôn đại trận dương khai muốn về chỉ cần thôi động càng khôn quyết là có thể an toàn quay về lại thêm bản thân của dương khai thực lực không tầm thường tinh thông không gian pháp tắc mặc dù đụng trúng vật chủ cũng sẽ không có gì lo lắng về tính mạnh cho nên thần hy cũng không quá lo. Phá hiểu tiếp tục du tẩu săn giết mặt tộc, thuận tiện chờ đợi dương khai. Bỗng nhiên vận khí hỏng bét, trong lúc lơ đảng đụng trúng một vật chủ. Thần hy tự nhiên là xuất hết tinh nhuệ vừa đánh vừa lui. Thường thế của mọi người chính là như vậy mà có. Mà lại trận chiến kia, ngay cả phá hiểu cũng bị hao tổn rất nhiều. Rất nhiều pháp trận bố trí bên trong đều có chỗ hư hao. Vực chủ kia mặc dù hung mãnh, nhưng thần hy cũng không phải không hề có lực hoàn thủ, cho nên Vực chủ muốn ăn hết thần hy còn khá khó. Thời điểm then chốt, tự bá lương bỗng nhiên giết ra. Thần hy người người thụ thương, ngay cả phá hiểu đều bị tổn hao nghiêm trọng, tự nhiên không dám lưu trên chiến trường, chỉ có thể lui về căn cứ trước. Về phần kết quả chiến đấu giữa tự bá lương và Vực chủ kia, bọn hắn không được biết bọn hắn lui trở về căn cứ không đến nửa ngày từ bá lương cũng trở về căn cứ bây giờ thay thế trà hổ tọa trấn nơi đây quyết định toàn cục thẩm ngao nói xong Phùng anh tiếp lời từ tổng trấn hẳn là đã chịu chút thương tổn không nghiêm trọng lắm ngày đó hắn quay về khi tức hơi có vẻ bất ổn ngay xong bọn họ nói dương khai và bạch nghệ liếc nhìn nhau biểu lộ hơi cổ quái sao chứ Phùng Anh không hiểu hỏi Dương Khai lắc đầu Không có gì, chỉ là trùng hợp Vực chủ công kích các người Ta cũng đã gặp Người cũng thấy được sao Giao thủ như nào Dương Khai gật đầu Một trận đại chiến suýt nữa không thể trở về Phùng Anh liền căng dặn Hồi nháo, vực chủ kia tuy bị từ tổng trấn gây thương tích, nhưng cũng là vực chủ, không phải một hai thất phẩm là có thể chống lại được đâu. Dương Khai rất là tán thành. Đúng à, ta cùng Bạch Nghệ cũng phải bỏ ra khí lực thật lớn mới giết được hắn. Cái gì? Giết sao? Bọn người thẩm ngao trợn mắt há mồm, Phùng Anh mở to hai mắt nhìn. Nếu lời này không phải từ miệng Dung Khai nói, bọn hắn thật sự không có dám tin. Vận khí tốt, hắn đầu tiên bị ta đánh lén một đạo tình hóa chi quan thực lực đại tổn, lại có bạch nghệ sư muội ở một bên hiệp trợ. Quá trình mặc dù gian khổ nhưng cuối cùng là hữu kinh vô hiểm dương khai đơn giản giải thích đám người nghe mà chấn kinh phùng anh quay đầu nhìn bạch nghệ dương khai bận biểu giới thiệu cho bọn họ một phen phùng anh giật mình nguyên lai bạch sư mội chính là người khiến cho đội trưởng dính đầy bụi đất quả nhiên là ghê gớm bạch nghệ đỏ mặt bị nhiễm mặt chi lực thể xác tinh thần không kềm chế được để cho sư tỷ chê cười rồi bây giờ được sư huynh xuất thủ tương trợ ta đã khôi phục bản tính phùng anh hé miệng cười chắc là ngươi còn chưa biết thần hy tiểu đội này trừ ta ra những người khác tất cả đều là mặc đồ được hắn cứu về bạch nghệ kinh ngạc ngẩng đầu tất cả đều như vậy sao đúng tất cả đều là vậy phùng anh gật đầu bạch nghệ nhìn qua từng gương mặt kia bỗng nhiên cười à, may mắn gặp được chư vị sư huynh sư đệ bạch nghệ cảm thấy vinh hạnh vô cùng thẩm ngao nói nếu đã trở về từ nay phải giết nhiều mặt tộc. Dù sao cũng nên xuất ngụm ác khí thì mới tốt. Bạch nghệ nhẹ nhàng lên tiếng phải. Dương Khai nói. Ta mang nàng đi gặp từ tổng trấn. Các người chữa thương trước đi. Có việc gì thì nói sau. Đám người không có gì dị nghị. Dương Khai dẫn bạch nghệ đến gặp mặt từ bá lương. Trên đường bạch nghệ rõ ràng rất khẩn trương. Không cần nói. Ngày đó chính là nàng đã bắn từ bá lương một tiễn. Đã thương hắn. Trợ cho trục phong chạy trốn. Dương Khai mặc dù phát giác Nhưng không đi an ủi nàng Có một số việc luôn luôn phải tự để mình đi đối mặt mới được Mà vừa nói chuyện với bọn người Phùng Anh một phen Dương Khai cũng mới hiểu rõ đầu đuôi chuyện của ngày hôm đó Kết thúc tập 1064 Bộ truyện Võ Luyện Điên Phong Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi